Rồi, hello, xin chào tất cả mọi người nha. Xin chào các bạn ở bên Nhật Bản nè, các bạn ở Hàn Quốc và tất cả các bạn ở khắp cả ba miền đang đến với lại kênh YouTube chứng khoán của Thái Ngô Capital nha. Chúng ta lại gặp nhau. Và video ngày hôm qua đó mọi người ơi, chúng ta nhận được khoảng hơn 100 bình luận nha. Lẽ ra thì mình đã trả lời cho mọi người rất là nhiều rồi và mình cũng do sáng nay là mình đi công việc á, mình bận quá cho nên là mình về trước sau 9 giờ mọi người ạ. Thì trong những cái bình luận ngày hôm qua thì chỗ này có bác sĩ Tâm Tuệ Thư, tức là bác sĩ Tuấn à. Bác sĩ Tuấn, lẽ ra thì mình không có muốn nói cái điều này, nhưng mà Tuấn gì sao ạ? Cảm ơn anh Thái nhiều nhé. Hôm nay anh nhắc đến em hai lần trong video, thể hiện sự quan tâm chân thành của anh đối với em. Em rất là vui, hy vọng là hy vọng nhờ thay đổi danh mục cổ phiếu thì em sẽ lấy lại được vị thế. Vẫn ngóng video tự học chứng khoán số 2 của anh. Nói chung mọi người ạ, mình tin chắc là như thế này mọi người ha. Là chỉ cần mọi người là có một cái sự chú tâm nhất định nào đó ha. Mọi người bỏ cái tôi mọi người xuống, mọi người đặt vị thế là một cái người thật sự mà đi tìm hiểu á, mình tin chắc rằng cái kênh của chúng ta, mọi người, cái kênh YouTube của Thái Ngô Capital nha, sẽ hỗ trợ và giúp được cho mọi người rất rất nhiều luôn. Và đặc biệt là trong cái giai đoạn vừa qua là mình luôn luôn nói về câu chuyện cổ phiếu top mạnh nè, đúng mà. Và đặc biệt nha mọi người, video ngày hôm nay rất là quan trọng mọi người ha. Bây giờ nha mọi người, ai chưa like thì mọi người hãy bấm nút like nha, và ai ai chưa đăng ký thì mọi người hãy bật cái nút đăng ký và bấm cái quả chuông bên cạnh để mình làm video là mọi người sẽ nhận nha. Thì bây giờ mình sẽ nói sơ lại ha. Trong nguyên giai đoạn vừa qua là chúng ta chỉ tập trung vào những câu chuyện cơ cấu, tập trung cổ phiếu mạnh ha, cổ phiếu có những nhóm ngành như là thủy sản nè, điện năng lượng nè mọi người, cảng biển nè, dệt may nè, dệt may thì bỏ trong một kép cũng được, rồi hóa chất và cảng biển ha. Đó, rồi ngay cả những câu chuyện của bán lẻ và dầu khí, có mấy nhóm như vậy thôi, và trong mỗi nhóm đó chúng ta chọn những đại diện rất là mạnh. Và nếu như mà thật sự mọi người làm được điều đó ha mọi người, giống như là cái video ngày hôm qua là cốt cái gì ạ? Cái top cổ phiếu mạnh đó mọi người, thì rõ ràng ha mọi người, toàn là chúng ta chỉ tập trung nói về câu chuyện của cổ phiếu mạnh. Vì vậy á, cái video ngày hôm nay nè mọi người ơi, mọi người có câu hỏi nào ha, mọi người hãy để lại tất cả bình luận giống như bên dưới này ha. Mỗi một ngày mình nhận được khoảng hơn 100-200 bình luận gì đấy, mọi người để lại bình luận ở video thứ sáu này, thì ngày mai hoặc là ngày mốt gì đó mình rảnh thì mình sẽ làm một cái video, giống như là mỗi một tuần á thì mình sẽ làm một cái video là cổ phiếu tuần tới nha. Mình sẽ đi trả lời tất cả những câu hỏi của mọi người bằng cách là mình sẽ phân tích ra đồ thị luôn để cho mọi người thấy được rõ ràng nha. Cho nên video rất quan trọng, mọi người phải thật sự là tập trung và coi, và coi cái điều này là để có kiến thức cho mọi người đó. Mình nói thật, mình ví dụ như là trên này là Tuấn, bác sĩ Tuấn này ha, bận đó, bạn Tuấn này, bạn nè, bạn đi mổ, bạn là bác sĩ ở Sài Gòn hay sao á. Nhưng mà sau khi xem YouTube xong thì bạn vẫn thường xuyên để lại và bạn dành thời gian coi ha. Hùng nè, hello Hùng Hải Phòng nha, em sẽ quyết tâm làm lại từ đầu anh ạ. Đây cũng là một bài học xương máu với bản thân em cảm ơn anh rất là nhiều. Đó, Hùng ở Hải Phòng nè. Rồi ở đâu nữa ạ? Rồi cũng là Hùng nữa ha. Chỗ anh Thuấn ở Quảng Ninh nữa nè, hay quá em ơi. Nói chung mọi người ơi, mình không muốn là sẵn nói về câu chuyện Hải Phòng thì ngày hôm nay cảm ơn Trang nha. Vì Trang thấy mình là khang giọng trong quá trình mình làm video á. Bạn Trang có Trang ở Hải Phòng, Trang có gửi cho mình một cái món quà rất là ý nghĩa, và thuốc bắc đó mọi người ạ, với lại yến đông trùng hạ thảo hay sao. Cho nên là mình rất là vui luôn. Mình không nghĩ rằng là mọi người mến và mọi người quý mình, và đặc biệt là chúng là có một cái gì ạ? Cái sợi dây gắn kết nhiều như vậy ha, rất là vui. Rồi, thôi, không dài dòng mất thời gian của mọi người ha. Mình sẽ đi vào nội dung chính luôn, tập trung nội dung chính của ngày hôm nay. Rất là cảm ơn mọi người, và đặc biệt là mọi người hãy dành thời gian để tập trung cho kiến thức của mọi người trong 2 ngày cuối tuần ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung chính của ngày hôm nay luôn ha mọi người. Bây giờ nè, chắc có lẽ là chúng ta sẽ ngó qua câu chuyện của tin tức trước, giống như cái format của chương trình ha. Nhớ nha, phải để lại câu hỏi nha mọi người. Thì đầu tiên ngày hôm nay thì đối với lại tin tức ở trên, chắc có lẽ một vài tin tức ngắn thôi, thì cái giá cá tra xuất khẩu vào Hoa Kỳ lập kỷ lục. Là cái câu chuyện này là chúng ta đọc để không phải lấy câu chuyện này để đi đầu tư áp vào trong thị trường chứng khoán nha, nhưng ít nhiều nó sẽ cho các bạn thấy được câu chuyện triển vọng của cả một năm mọi người ha. Chứ không phải là nhiều khi mọi người chỉ là cái tôi của chúng ta rất là lớn, nó là chắc không sao đâu, tin tức nó ra rồi làm sao nữa. Nhưng mà đó là cái câu chuyện của họ thôi, còn chúng ta là cái view của dài hạn ha. Giống như có những cái ngôi sao sáng trong lúc mà thị trường nó quay trở lại đó mọi người. Thì thật sự mà ngày hôm nay ANV tiếp tục vượt đỉnh hả mọi người. Câu chuyện của thủy sản hả, ANV tiếp tục vượt đỉnh. Đấy, ví dụ như là cái bài báo này như thế này ha. Ngoài nguyên nhân là do nguồn cung khan hiếm sau 2 năm dịch bệnh nè mọi người, việc Mỹ và châu Âu tạm ngừng nhập khẩu thủy sản từ Nga
đang cho cơ hội vàng của gì à? Sản phẩm cá tra Việt Nam nè. Rồi à, và bộ mới đây là gì à? Cơ quan thanh tra và an toàn thực phẩm Hoa Kỳ, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã gì à? Vừa công nhận thêm 6 nhà máy đạt cái tiêu chuẩn xuất khẩu cá tra sang thị trường này. Rồi xuất khẩu cá tra hiện tại sang các thị trường lớn như là Hoa Kỳ nè, EU nè được dự báo là tiếp tục tăng trưởng do cái giá cả cá tra của các doanh nghiệp chế biến trong nước cạnh cạnh tranh thì tốt. Cái thứ hai là cái câu chuyện của giờ mức tồn kho cá tra tại nhiều quốc gia khác đang ở mức rất là thấp sau 2 năm đại dịch ha. Đó, ok, nói chung là cơ hội rất là lớn đối với là ngành cá tra của Việt Nam. Và sau đó là có một cái thông tin, cái một tin tức mình nghĩ là mình đi ngang qua khoảng 1 phút thôi ha. Đó là sao ạ? Cái tin kinh tế trên đài truyền hình Việt Nam đó là thấy gì từ đợt tăng lãi suất của Fed, có nghĩa là bây giờ mọi người ơi, nói chung là tất cả những F0 vào thị trường thì ai cũng nói về câu chuyện của giờ lạm phát, câu chuyện của chiến tranh, câu chuyện của gì ạ? Súng ống Ukraine, Nga, rồi câu chuyện của giờ giá dầu vân vân và vân vân á. Ai cũng nói rất là rõ ràng ha. Thì bây giờ là như thế này thôi, các bạn thấy nè. Trong cái bài báo này mình các bạn tìm đọc ha, là cái tình trạng phức tạp của nền kinh tế Mỹ, đó là với một động thái nâng lãi suất của Fed được đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế lớn nhất thế giới đang gặp nhiều diễn biến phức tạp. Có nghĩa là sao ạ? Áp lực lạm phát vẫn là một trong những mối quan tâm hàng đầu của giới chức Fed hiện tại. Giới dự báo, đó là được với một cái dự báo được công bố cho thấy như thế này. Chỉ số tiêu dùng cá nhân, đó, một cái mức độ là đo, cái thước đo là lạm phát của Fed được ưa chuộng đó mọi người, thì được dự báo là tăng 5.2% trong năm nay. Một con số cũng khá là lớn hả mọi người ha. Bên cạnh đó là về cái cơ bản á, cái tuyên bố mà sau cuộc họp của Fed vừa qua, mọi người đưa ra một cái bức tranh tương đối là khả quan về nền kinh tế nha. Cho dù lạm phát đang tăng, mọi người thấy rõ ha. Với một cái hoạt động kinh tế nói chung dường như đang tăng tốc trở lại sau một thời kỳ giảm tốc trong quý 1 năm nay, sự tăng trưởng nền kinh tế về sự tăng trưởng của thị trường lao động diễn ra mạnh mẽ trong những tháng gần đây và tỷ lệ thất nghiệp ở duy trì ở một cái mức độ thấp. Lạm phát thì vẫn ở mức cao, phản ánh một trong những trận như giờ cái sự mất cân đối về cung cầu liên quan đến đại dịch, giá năng lượng tăng và áp lực giá cả lên diện rộng đó. Tuy nhiên đó mọi người ạ, tuy nhiên thì cái giới hoạch định chính sách là vẫn đang phải mạnh tay cắt giảm cái dự báo triển vọng kinh tế tăng trưởng của Mỹ năm nay ha, chỉ đạt khoảng con số là 1,7% so với cái mức dự báo đáng kể vào là 2.8% ở cái hồi tháng 3 ha mọi người. Và hiện tại là Fed liên tục là thực hiện là gì à? Thắt chặt chính sách tiền tệ để chống lạm phát này ha. Nói chung là câu chuyện này mọi người có thể đọc ha. Với số liệu công báo vào thứ tư tuần này cho thấy là doanh thu bán lẻ của Mỹ đã giảm 0.3%. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem xét mọi người ha, những cái ảnh hưởng từ quyết định của lãi suất nào, cái này mới quan trọng nè mọi người. Chứ chúng ta cứ nói là tăng lãi suất rồi 0.75 điểm cơ bản rồi 0.75% là cái gì la 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 ha. Nhưng mà chúng ta phải nhìn rõ được cái câu chuyện như thế này. Một phần bài báo này đưa ra là sao? Việc Fed mà nâng lãi suất sẽ ảnh hưởng lớn đến cái vụ mà lãi suất cho vay, hợp lý không? Tại vì cái lãi suất này là lãi suất liên ngân hàng gì đó ha, lãi suất cơ bản là nó khác. Còn cái vụ mà khi Fed mà nâng lãi suất này thì nó sẽ ảnh hưởng đến lãi suất cho vay nè, hợp lý. Khiến người tiêu dùng Mỹ phải chịu chi phí đắt đỏ trong mọi khoản vay. Ok, từ mua nhà, mua xe, mua thẻ tín dụng, vay nộp học phí. Và chi phí vay này đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ tăng cao luôn. Ok ha. Và tác động dễ nhận thấy rằng trên thị trường bất động sản, các đợt nâng lãi suất của Fed hiện tại đang khiến cho cái hoạt động mua bán nhà, tức là ông bất động sản ha, chậm lại đáng kể trong thời gian vừa qua, khiến thị trường bất động sản tại Mỹ có dấu hiệu hạ nhiệt. Đó, ok, này này mọi người đọc. Và ở cái chiều hướng ngược lại, chúng ta phải nhìn nhận như thế này nè nha. Những cái người mà gửi tiền tiết kiệm thì có lẽ là họ sẽ rất khá là vui, bởi vì là họ được chào đón bởi cái việc mà Fed nâng lãi suất, đúng không mọi người? Hợp lý không? Và qua đó thúc đẩy lãi suất tiết kiệm. Ok, tuy nhiên mọi người ạ, cái dù đã trải qua vài đợt tăng nè, mức lãi suất tiết kiệm của Mỹ hiện tại vẫn khá thấp. Ok ha. Và kém xa cái mức tăng trưởng về lạm phát và lợi nhuận trên thị trường chứng khoán. Đây mới là cái dấu hỏi nè mọi người. Và rõ ràng là cái câu chuyện mà vốn cái việc giờ cái nhà đầu tư trong vòng 2 năm qua thì cái đặc tính là người ta là sao ạ? Người ta với một cái dòng tiền đang giá rẻ đổ vào thị trường, người ta quen cái phong cách đầu tư mà có lợi nhuận cao trên thị trường chứng khoán, thị trường rủi ro rồi ha mọi người. Đó mới là vấn đề. Ok, tạm thời là chúng ta đã mất hết bao nhiêu phút cuộc đời mọi người? 9 phút cuộc đời rồi ha. Rồi, cơ bản như chúng ta xem xong cái phần tin tức cơ bản ngày hôm nay, bây giờ chúng ta sẽ ngó qua ông thị trường thế giới, cái chúng ta sẽ đi vào thị trường ngày hôm nay. Ok, hợp lý. Hiện tại mọi người ạ, phiên hôm nay ha, nước ngoài hiện tại là Mỹ đang thực hiện một hợp đồng long facing lại ha,
là hợp đồng phái sinh của Mỹ là đang lon lại nè, với là cái US 30 thì hiện tại là đang tăng 245 điểm ha. Còn hiện tại đối với là cái cánh châu Âu á, mọi người đang mở cửa ra xanh rì ha, Đức rồi Pháp rồi Anh vân vân, nói chung là 0.95 tăng nè. Rồi ở cái cánh châu Á ngày hôm nay thì ngày hôm nay rõ ràng cái tác động xấu nhất là ở đâu ạ? Cái ông Nhật Bản á, ông giảm 1.77%, mà hình như là ông này ông đóng cửa sớm hơn so với thị trường ha, ông đóng cửa hơi sớm hơn. Rồi còn riêng là ở đâu ạ? Thượng Hải, Hồng Kông nè, đặc biệt là Hồng Kông Hang Seng thì là tăng 1.17%, rõ ràng ok, đây cũng là một cái dấu hiệu tích cực đối với lại cái thị trường châu Á. Đó, còn những cái anh mà nhỏ nhỏ như là Hàn Quốc nè, rồi Thái Lan nè, rồi Ấn Độ nè ha, nó chỉ giảm nhẹ, chỉ có Việt Nam ngày hôm nay lại là một cái phiên gì ạ? À? Có phải là một phiên tắc ao báo cáo không mọi người? Ok, chúng ta sẽ đi vào nội dung chính phần bên trong nha. Rồi, tiếp tục qua câu chuyện của Việt Nam của chúng ta. Ok mọi người ạ, à, Việt Nam ngày hôm nay ha mọi người, trên nhìn trên màn hình ạ, à, hiện tại ngày hôm nay là Việt Nam đóng cửa 1.217 điểm, tức là trên sàn HOSE nha, 87 mã xanh, 391 mã giảm. Như vậy câu chuyện gần như là tỷ lệ là 5-1 ha, 5 ông giảm và 4 cho như là 1 ông tăng đi, đúng không ạ, tầm tầm số đó ha. Và bên cạnh đó là VN30 là 22 mã đỏ lửa, 1 mã sàn, có lẽ là cái mã SSA là mã sàn này ha. Rồi SSA là mã sàn và bao nhiêu mọi người, có 5 mã xanh. Với một cái thị trường ngày hôm nay á, thì cái tác động đối với lại VN-Index thì sao ạ? Đa phần là những cổ phiếu, những cái nhóm ngành đều giảm, tại vì sao tỷ lệ 5-1 mà mọi người, gần 5-1 ha. Đó là ngân hàng là làm cho chỉ số giảm nè, bất động sản giảm, sản xuất thực phẩm giảm, hóa chất giảm, xây dựng vật liệu, đầu tư công giảm ha, kim loại giảm, hóa chất giảm. Đó, chỉ những cái mã cổ phiếu nào mọi người, nước và khí đốt, tức là giống dầu khí nè ha, dịch vụ tài chính rồi điện. Đó, điện năng lượng đó mọi người, công nghiệp nặng. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong ha. Với một cái tình hình như vậy thì bây giờ sẽ khả năng ngày hôm nay VN-Index đó mọi người, thì nước ngoài ngày hôm nay là cũng có một dấu hiệu tích cực, và 2 trong 10 phiên đổ lại đây, mọi người lưu ý nhìn trên góc phải màn hình nha. 10 phiên đổ lại đây tức là chúng ta sẽ tính theo mốc tịnh tiến thời gian ha. Từ ngày 6 đến ngày 16, tức là ngày 10 ngày thì đã có là 8 ngày nước ngoài mua ròng rất là tích cực. Ok, thì đây cũng là một trong cái trợ lực lớn cho đối với thị trường Việt Nam. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nhìn vào cái đồ thị nha mọi người. Bây giờ mới rất là quan trọng nè, phần này mới ăn tiền nè mọi người ạ. Hiện tại ngày hôm nay á, cái vol ngày hôm nay thật sự mà nói nha, tính thanh khoản ngày hôm nay khớp lệnh là bao nhiêu mọi người? Ok, khối lượng ngày hôm nay tăng rất là vượt bậc nè mọi người ha, so với lại ngày hôm nay là những cái phiên như thế nào mọi người. Ngày hôm nay là 738 triệu cổ ha, 738 triệu 500 ngàn cổ ha, tầm tầm số đó. Và cái giá trị thanh khoản ngày hôm nay là lên đến là 17 ngàn tỷ rồi ha. Riêng với câu chuyện là VN-Index ha mọi người. Riêng câu chuyện VN-Index là ngày hôm nay là gần như là 17 ngàn tỷ, cho nên đây cũng là một cái giá trị khớp lệnh rất là cao. Cái thứ hai là cái khoa thanh khoản cũng khá là ok. Chúng ta sẽ nói được hai yếu tố này là cái tính tích cực của thị trường nha. Rồi, và đặc biệt bây giờ chúng ta sẽ ngó về cái hình thái nến nè mọi người. Với một cái trạng thái ngày hôm nay là ha, ở đầu phiên là sau cái phiên đóng cửa ngày hôm qua là bao nhiêu mọi người, 1.235, thì ngày hôm nay mở cửa ra open là 1.210, tức là tạo thành một cái gap giảm ha, tạo thành một cái gap giảm, đúng không mọi người? Người nhìn rõ nha. Và đâu đó là ngày hôm nay là có những mốc là cố gắng chinh phục lại để lấy lại cái khoảng gap này mà vẫn chưa, cho nên ít nhất đây sắp tới sẽ có một cái trạng thái là lắp gap ha mọi người. Mình tin tưởng là phải lắp lại cái đoạn gap này ha, trước mắt là phải chinh phục lại góc này. Đó là cái điều thứ nhất chúng ta phải nhìn nhận. Thứ hai á, với câu chuyện của đọc đồ thị nến ha, thì hiện tại đây là một cái phiên gì mọi người ạ, nến búa ha. Đây là cái dấu hiệu này cũng thể hiện cho một cái trạng thái là cái bóng nến dưới á, nó cao gấp mấy lần nữa, là 1, 2, 3, gần như là 3 lần của cái thân nến này ha mọi người. Và với một cái trạng thái nến như thế này rất có khả năng cao là một cái trạng thái của gì ạ, của đảo chiều ha. Và đây, trong trường hợp của William Monell thì đây sẽ là một cái phiên hồi phục đầu tiên chính thống mà mọi người ha. Như vậy chúng ta sẽ bắt đầu đi đọc lại cái câu chuyện của đồ thị. Chúng ta sẽ đi đọc lại cái câu chuyện của giờ hồi phục. Và chúng ta sẽ đi bắt đầu tính lại số phiên. Và sau đó sẽ me cái phiên bùng nổ theo đà trong thời gian sắp tới ha. Đó là cái điều thứ hai mà mình muốn gửi gắm đến cho các bạn. Đó, rất là ổn ha. Và ngày hôm nay là sau khi á, giống như cái kịch bản mà mình có nói và anh Trung Béo có ok, anh Trung Béo có nhắc lại câu chuyện là 1212 tầm tầm số đó, ví dụ như hôm qua là mình có kẻ một cái đường đen như thế này ha, với một cái mức hỗ trợ ngày hôm nay. Tuy nhiên ngày hôm nay thật sự nó đã chinh phục lại cái mức hỗ trợ này rồi ha,
và nó đóng nến lại khu vực giá là 1.217, được một cái là nó đã thủ được cái gì ạ? Cái mốc là 1.200 nha mọi người. Đó là cái điều mà thật sự là cái phiên cái tuần chúng ta nó ổn định này ha. Và trên khung nến của khung daily quickly nha mọi người ha. Thì nếu mà trên khung nến của khung quickly nha thì chúng ta sẽ thấy như thế này. Sau mấy cái tuần hồi phục mọi người, 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần ha, thì bắt đầu là cái tuần thứ 5 này nó làm cho một cái trạng thái xấu của thị trường là vừa tạo gap, và nếu mà đúng nói về kịch bản nha, từ phiên đó mà giảm về đây là bao nhiêu điểm mọi người? Là 1.282 và ngày hôm nay đóng cửa là 1.217 đi ha. Gần như là nó mất bao nhiêu điểm mọi người? Mình sẽ lấy nguyên cái tuần vừa qua là chứng khoán, thị trường chứng khoán Việt Nam nó đã cướp đi là 5%, đó là VN-Index nha. Và chỉ riêng có 5% thôi mọi người thấy không ạ? Chỉ riêng 5% trong cái tuần này nè, tức là cái cây nến tuần ha, mà nó đã bào thị trường, nó đã bào rất là nhiều cổ phiếu của mọi người. Và trong đó những cổ phiếu mà ở những cái nhóm ngành như là chu kỳ như thế này nè ha, chứng khoán nè, rồi sao nữa ạ? Bất động sản nè, mọi người thấy kinh khủng cái màu sắc nào mọi người? Mỗi lần mà nhìn cái màu này là rất là hoảng nè. Ngay cả như hôm nay là ngân hàng cũng là đóng góp vào cái trọng số làm cho thị trường giảm điểm rất là mạnh ha mọi người. Đây, còn đây chính là những danh mục cổ phiếu mà mình quan tâm ha, và mình có đây mà mình có hai phân tích cho mọi người á. Ok, và mình chỉ quan tâm những cổ phiếu mạnh như thế này. Thứ nhất là TNG, thứ hai là câu chuyện của GET nè, VC1 nè, RE nè, đâu đó là câu chuyện của Đức Giang nè, câu chuyện của gì ạ? Hóa chất, câu chuyện của thủy sản là Vĩnh Hoàng, ANV tiếp tục là phá đỉnh ha. Rồi MIG là câu chuyện của riêng biệt về cái nhóm là bảo hiểm ha. Bên cạnh đó là có GAS, có BNG, có CSV và có gì ạ? Có cao su, nhưng mà cao su này mang tính chất là nhỏ lẻ thôi ha, không có gì cả. Như vậy là trong cái cổ phiếu danh mục mà mình quan tâm á, mình có đây là bữa nay mình sẽ show cho bạn thấy rõ ràng ha. Và không cần là phải show như thế này, tại vì hầu như là mình đều phân tích cho các bạn trong giai đoạn vừa qua ha. Tất cả mọi người là đều nắm là quan trọng là các bạn có buông hạ đồ đao được hay không thôi. Đó là hạ được cái tư duy mà chúng ta là chuyên gia là đi cố gắng là nắm. Còn thật sự trong giai đoạn này chỉ cần nắm sai cổ phiếu là rất là mệt mỏi, mình nói thật luôn á. Như cái câu chuyện ngày hôm đây. Còn tóm gọn lại nha, bây giờ thị trường này á, chúng ta còn một cái gì ạ? Nếu như mà thật sự tuần sau mà nó chinh phục lại cái mốc bao nhiêu mọi người, 1.240 là khá là đẹp ha, trước mắt là như vậy. Thì hiện tại là hôm nay là 1.212 và mới một cái trạng thái nến đóng như thế này thì rất là cao. Chúng ta sẽ tiếp tục lấy cái câu chuyện giờ. Bây giờ nha, rất đơn giản để mình sẽ lấy tính, dĩ nhiên sẽ có một cái xác suất và chúng ta sẽ áp dụng cái xác suất nó như thế nào ạ. Bây giờ mình sẽ lấy cái Fibonacci thoái lui như thế này ha, kéo xuống đây. Như vậy nếu tính trên về cái câu chuyện đồ thị kỹ thuật á, thì nếu mà thật sự đây là một cái phiên gì mọi người ạ? Mọi người lưu ý ha, đây là một cái ngày mà tạo đáy ngắn hạn đi ha. Ví dụ đây là một phiên hồi phục á, thì chúng ta sẽ lấy hai cái mốc số mà mọi người cần phải lưu ý ở đây là sao ạ? Tính trên Fibonacci thoái lui ha, thì chúng ta sẽ áp vào con số là khoảng 1.250 là cái vùng cân bằng thứ nhất ở trạng thái gì mọi người? Đây là nó cũng tiệm cận với khu vực này luôn. Cũng khá là nó sẽ tạo thành một cái trạng thái cân bằng. Nếu xác quyết đây là một cái gì ạ? Cái nến, cái mốc thấp nhất rồi ha, thì cái nguyên cái quá trình này thì nó sẽ đi tìm cái điểm cân bằng lại là rơi về 0.5 là ok. Cái điều thứ hai mà chúng ta cần phải hết sức lưu ý là sao ạ? Là cái mốc tiếp tục là tỷ lệ vàng của Fibonacci là 0.618 thì nó tiệm cận ngay bon luôn cái đường EMA. Quanh quanh là EMA 20 là 1260X với lại 1270 đó nha. Thì như vậy trong tuần sau chúng ta sẽ quan tâm được hai câu chuyện này. Và nếu cái kịch bản này xảy ra, và đặc biệt đối với lại thị trường thế giới như là Mỹ, châu Âu mà xanh điểm trở lại á, thì khả năng rất là cao phiên này nó sẽ tạo thành một cái phiên bản lề cho cái quá trình hồi phục. Và lúc này mình đặt một câu hỏi cho tất cả mọi người nha. Thì thế thì những cổ phiếu của mọi người như thế này nè, những cổ phiếu mạnh thì mình có nói rồi, tiếp tục là sẽ tăng, tiếp tục sẽ phá đỉnh và tiếp tục là sao ạ? Sẽ đem lại mốc lợi nhuận cho mọi người. Còn những cổ phiếu mà mọi người ha, nó gãy liên miên, liên tù tì á, thì khả năng tuần sau nó sẽ có những trạng thái là hồi phục. Đừng có những cái tin bán tháo là bảo đảm nó sẽ có trạng thái hồi phục nha. Bởi vì bản chất ngày hôm nay thị trường có dòng tiền vào khá là mạnh, đỡ được ha. Và ngay cái mốc 1.200 là có một cái lực đỡ rất là dồi dào của thị trường. Và rõ ràng thị trường nó có tính thanh khoản ha. Còn quan trọng là những cổ phiếu này á, nó sẽ có cái giai đoạn hồi phục trong giai đoạn tuần sau. Hồi phục để mọi người là cơ cấu hay mình phải đặt một câu hỏi cho mọi người nha, hay là hồi phục để mọi người bán bớt, đó mới là vấn đề. Và trong 2-3 phiên vừa trước á, đó
như là thị trường khó ăn, cổ phiếu tuần tới mình cũng có nói rất là rõ rồi mọi người ạ. Ngay cả những cái cuối tuần là mình có đi ra ngoài chùa về ha, rồi mình cũng cố gắng mình làm một cái video là cổ phiếu tuần tới nè. Đó, thì mình cũng nói rất rõ quan điểm của mình rồi. Nếu mà được thì các bạn nên hạ sớm 50-50 cũng được. Thì ngày hôm nay các bạn sẽ không bao giờ rơi vào trong cái tình thế là tiến thoái lưỡng nan. Mình nói thật tình, đúng không ạ? Rồi ha. Ok. Thế thì video ngày hôm nay á, các bạn hãy để lại tất cả những câu hỏi của mọi người cho mình nha. Mình sẽ đi phân tích trên đồ thị và mình sẽ làm một cái video là cổ phiếu tuần tới cho tất cả những nhóm ngành nè. Ok chưa? Bây giờ bao nhiêu phút rồi? Bây giờ là chúng ta sẽ đi ngó những cái cổ phiếu chúng ta sẽ đi ngó là gì ạ? Những cái cổ phiếu nổi bật thôi, ví dụ như là gas. Gas thì mình đánh giá khá là cao và ngày hôm nay hả là một cái phiên gì ạ? Đóng đóng nến cao nhất trong ngày luôn và rõ ràng là cổ phiếu này vượt đỉnh mọi thời đại, tiếp tục là ngôi sao sáng của cái nhóm này. Còn về điểm mua ha, nếu trường hợp nào mình lúc trước là mình nói với mọi người là mình mua đúng kịch bản luôn, là mua ngay cái vùng giá là 121 mọi người ha. Mình mua và mình với lại bảo nè đó tầm, đó ví dụ như đây nè ha. Còn đây quan trọng bây giờ đặt một câu hỏi tiếp theo, một câu hỏi về tư duy, đó là khi khi mà cổ phiếu bắt đầu nó có những trạng thái vượt đỉnh như thế này và tiếp tục ha, và nó tạo thành một cái thế đi ngang á, mình đặt một câu hỏi có vốn vào, các bạn có dám mua ở đây hay không? Các bạn phải cố gắng ha trả lời câu hỏi này, vì á nó sẽ là câu hỏi để giúp mọi người là có được cái tư duy rất là ổn về thị trường. Đó là gas nè, hay ngay cả như hôm nay là ANV. ANV cũng tiếp tục vượt đỉnh nè mọi người ha. Rồi ngày hôm nay mình sẽ phân tích sơ thế này thôi, ngày mai là hoặc là câu hỏi mọi người đưa ra mình sẽ phân tích rất là kỹ luôn. Rồi, và cộng thêm cái động thái là dòng tiền vẫn tiếp tục là đẩy mạnh ha, tiếp tục tìm đỉnh nè mọi người ha. Và khi mà mình nói rồi, khi cổ phiếu mà vượt đỉnh á là nó sẽ như thế nào mọi người? Ví dụ như là đây là cái đánh giá thứ, đây là cái đánh giá đầu tiên nè mọi người ha. Đây là nền giá đầu tiên nè, thế thì bây giờ nó đã vượt cái nền giá đầu tiên này rồi đúng không ạ? Thì nó sẽ tạo thành một cái tiếp theo là từ cái nền giá này mà kéo lên thì khoảng là 20 đến 25% theo như cái gì ạ? Cái kịch bản của huyền thoại đầu tư William O'Neil ha đã từng chia sẻ. Và mình có nói rất kỹ rồi, khi một cái thị trường mà nó có quay trở lại bùng nổ lại ha, thì chỉ có 1/8 cái cổ phiếu mà ngày xưa nó trở thành leader, ví dụ như là bất động sản thời điểm trước ha, thì bây giờ nó sẽ sao đổi ngôi rồi các bạn ạ. À, nó sẽ chuyển qua những nhóm khác và ngày hôm nay rõ ràng là thủy sản lên ngôi nè, dầu khí lên ngôi nè, rồi gì nữa ạ? À, đâu đó có thể là hóa chất, đâu đó có thể là những cổ phiếu riêng biệt như là bảo hiểm ha, đó rồi cảng biển ha, rồi gì nữa là bán lẻ vân vân, thì nó sẽ có rồi những cái ngôi sao ngày xưa nó bắt đầu nó lụi dần để nó nhường ngôi. Và đúng kịch bản mọi người ơi, quá đúng là có một cái sự phân hóa cực kỳ gay gắt. Rồi, các bạn để lại câu hỏi của mọi người quan tâm ở cổ phiếu nào nha. Hôm nay như là có ghét nữa, điện năng lượng quá chuẩn bài ha mọi người ha. Điện năng lượng và mình có nói rất rõ với mọi người, hôm nay là một cái phiên vào hàng cực kỳ mạnh và cổ phiếu này tiếp tục nó sẽ chinh phục là cái đỉnh cũ và khả năng nó sẽ lép rết đỉnh á. Nhưng mà đầu tiên nó sẽ lấy lại cái đỉnh cũ là quanh quanh vùng giá khoảng 27, 28 ha. Còn cái điểm mua thì ok. Điểm mua thì ok, mình sẽ phân tích sau nha, mình sẽ đi lượt qua. Rồi sao nữa ạ? Những cổ phiếu mạnh đi ha. RE vẫn khá là ổn định ha, tiếp tục trở về nền, quá ổn định ha. Và Lam ở Nghệ An, bé Lam có nói rất là vui ha. Ok, chúc mừng em. Nhiều lắm. BC1 ha. BC1 ngày hôm nay là một cái phiên tiếp tục là ủng hộ cho quan điểm ngày hôm qua cực kỳ bá đạo và mình có nói rồi, trừ khi á tại vì cái này nó có lý do mọi người ạ. Và khi nào mà mọi người đầu tư thật sự nhiều trên thị trường á và mọi người biết cái tính của mình rồi. Mình không thích bao giờ là vẽ vời, nói phải nó chuẩn từng ly từng tí và đây cũng là cái yếu điểm của mình à. Có nghĩa là sao ạ? À? Vì mình phân tích quá kỹ, vì mình phân tích dựa trên cái logic khoa học biện chứng á, mình không có giống như người ta, mình nói thật ha. Cho nên là đôi khi đây cũng là cái điểm yếu chết người, tại vì sao? Đúng thì sẽ được tung hô và sai là sẽ bị là chửi trên đầu trên cổ. Tuy nhiên thì hiện tại là mình nhận thấy á là tất cả mọi người là đã hiểu được lòng mình rồi ha, biết được con người mình như thế nào rồi, cho nên mình nhận được cái sự văn minh lịch sự của tất cả mọi người rất là nhiều. Ok, nói chung là tất cả mọi người lưu ý nha, khi mọi người đưa ra một cái lập luận gì sau đó mọi người phải làm ơn phải hành động nha, một là bán một là mua, nhưng mà phải có cái nút enter á để mọi người phải trả giá cho cái chuyện đấy thì mọi người sẽ nhanh thấm nhất có thể. Đây là một cái lời khuyên thô mà thật nhất nha. Rồi, ông này vẫn là cổ phiếu mạnh, thuộc trong nhóm cổ phiếu mạnh. Và cổ phiếu mạnh là như thế nào mình có hướng dẫn rồi mọi người ha. Tiếp tục là cổ phiếu của gì ạ?
VHC thì ngày nay cũng cũng trụ được ha. Nói chung là không gãy được cái gì à, cái dãy MA. MA bao nhiêu mọi người? MA 50 ha. BNG cũng quá là bá đạo mọi người, đóng phim mà kéo là cái này luôn. Ok, hợp lý. Nói chung đa phần là cổ phiếu mạnh. Rồi, tiếp tục là câu chuyện của BSR cũng giống là cổ phiếu của tuyến trên mọi người, đóng nến cũng khá là bá đạo ha. Ok, tiếp tục tạo thành một cái nền giá hợp lý ha. Ngày hôm nay chạm ngay dãy Bollinger Band là mọi người, chạm ngay cái đường là đường MA 10 ha. Tiếp tục. Rồi, để từ từ mọi người đặt câu hỏi mình sẽ trả lời. Cổ phiếu nào nữa mọi người? Đó là những cổ phiếu mạnh mình sẽ coi đó. Đây cái danh mục của mình đi ha. ANV, Regas, xong rồi BNG, CSV, hóa chất nha mọi người ha. CSV cũng cực kỳ nét nha mọi người. Von ngày hôm nay quá thuyết phục và tiếp tục một tin vui cho ai ạ? Cho đứa em của mình ở Huế nè. 75 nha, hello 75 ở Huế nha. Rõ ràng 17-20% mọi người ạ. Và lúc đó là mình có nói sao mọi người? Nếu khi mà thị trường nó có test trở lại 0.5, tìm một cái trạng thái cân bằng, và đặc biệt đối với những cổ phiếu mạnh á, mọi người có dám hành động hay không? Và chúc mừng luôn bác sĩ Tuấn nè, chúc mừng Huy nè, rất là nhiều anh em ha, rất là nhiều người. Rồi đến cái cổ phiếu nào nữa mọi người? TNG đi ha. Sau đó mọi người đặt câu hỏi thì mình sẽ phân tích cổ phiếu, cái video sau này mình sẽ phân tích rất là kỹ những cổ phiếu này. TNG cũng hợp lý nha. Ngày hôm nay bắt đầu TNG trở lại trạng thái của test trở đỉnh, và vô tình những câu nói này làm cho mình nhớ đến câu nói của những cái trạng thái cổ phiếu này làm cho mình nhớ đến câu nói của huyền thoại đầu tư là William O'Neil ha. Và những cái môn đệ, những đệ tử hoặc là những cái người mà theo sau trường phái đó là sao ạ? Trong là không có cổ phiếu rẻ, không có cổ phiếu tốt mọi người ạ, chỉ có cổ phiếu tăng giá, đó là câu thứ nhất. Cố gắng nằm đồng mọi người ha. Và trong cái thị trường mà chúng ta dò đáy thì sẽ là không biết đâu là đáy, nhưng mà đỉnh ha thì khả năng mà khi hồi phục thì nó sẽ vượt đỉnh nhiều hơn. Thì cho nên là chúng ta nên chọn con đường sáng mà chúng ta hành thôi ha. Rồi, còn ở câu chuyện của tiêu cực ngày hôm nay thì tuy nhiên thì giống như quan điểm của mình nha mọi người, VN Index á, VN Index hiện tại mình thấy cái màu như thế này thì rất có khả năng cao là tuần sau sẽ là một tuần hồi phục ha. Và cái xác suất này thì nó có chứ không phải không, bởi vì á, thứ nhất là vol của ngày hôm nay nè, còn cái quan điểm nó hồi phục như thế nào thì chúng ta cần phải xem xét. Và đối với trạng thái mà bán đổ bán tháo kiểu này thì mình nghĩ nó chắc cuối sẽ có cái sự hồi phục thôi mọi người, phải có sự hồi phục ha, chứ nó giống như là trạng thái mà bán ép và bán không phải là chúng ta nói câu chuyện của bán tháo bán ép này ra để chúng ta ai mà cầm cổ phiếu này rồi các bạn là sẽ viện vào cái cớ đó và các bạn sẽ tiếp tục là có cái niềm tin. Dĩ nhiên thì không nên bán đối với giai đoạn hiện tại nữa, mình nghĩ là như vậy á, mình nói thật. Và khi nó có hồi, quan trọng cái câu thứ hai nè, khi nó có hồi lại các bạn phải hành động nha, ít nhất là như vậy nha mọi người, chứ không á nó có hồi lại cái bắt đầu là cũng tiếp tục là ôm cái trạng thái mà chúng ta sẽ cầm. Có những cổ phiếu nó giảm cực kỳ mạnh mọi người ơi, đích nè, đích giảm mà từ cái thời điểm mà bao nhiêu mọi người, từ giá 100 giờ về lại đây là 30 mấy rồi mọi người, quá kinh khủng luôn à. Về là cái nền giá này rồi nè mọi người, quá kinh khủng, không thể tưởng tượng được. Đây, chết cứ ai mà tin tưởng đây, 70%, 80%. Và nếu mà ai có, bởi vì mình đọc sách, mình thật sự không biết mọi người cứ tuần như thế nào nha, chứ mình thậm chí trong tuần, trong ngày cũng vậy mọi người. Mình rất là ghiền đọc sách. Có lúc bây giờ không có thời gian là mình, nhiều khi là mình đi vào toilet, mình cũng đem cuốn sách theo mình đọc nữa, mình nói thật luôn á. Đó, cho nên là mình nói với mọi người ạ, cuối tuần mọi người hãy nên cố gắng dành thời gian để update kiến thức nha. Kinh khủng của mọi người, cổ phiếu dò đáy là sẽ tiếp tục dò đáy, dù cho nó trong tương lai, trong quá khứ nó đã trở thành những ngôi sao sáng nha, nhưng mà tuần sau thì mình sẽ nghĩ là nó sẽ có những trạng thái hồi phục của cổ phiếu ha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ, tôi coi như ha là tạm thời đi, mình sẽ dừng cái video này lại đây. Vậy trước mắt là các bạn coi video xong các bạn à, các bạn hãy đặt những câu hỏi về những cổ phiếu và ghi rõ ra nha, chiều mua và chiều bán của cổ phiếu, thì mình sẽ là người đi hỗ trợ giúp đỡ trả lời cho các bạn, và cái mình sẽ trả lời rất là ok và mình sẽ phân tích ra video luôn nha mọi người. Rồi, còn đối với những anh chị nào ha và đã có lợi nhuận được trong quá trình vừa qua mọi người, và đặc biệt là khi mọi người có nhắn tin cho mình qua Zalo, mọi người thông cảm và thương mình vì nó quá nhiều tin nhắn à, cho nên á là mọi người vui lòng là nếu như mà thật sự mọi người có câu hỏi mọi người cứ để trên này đi ha, mình sẽ trả lời giúp cho mọi người đó. Cái thứ hai là trong phiên giao dịch thì mình chỉ hỗ trợ cho những anh chị em nào mà thật sự là họ đã trân trọng mình ha. Đây, cái số tài khoản cá nhân của mình để đây.
Rồi mình chỉ giúp đỡ được đối với, tại vì cái thời gian của mình nó cũng có hạn mọi người ạ, và mình cũng phải đi làm lao động để kiếm tiền thôi, cho nên mình sẽ tập trung là hỗ trợ được những anh chị đó. Còn riêng câu hỏi của các bạn nha, mình sẽ hỗ trợ hết mình. Rồi nói chung là cuối tuần thì mình nghĩ các bạn ơi nên tập trung cho tinh thần các bạn nó ổn định lại, bình tĩnh, và đâu đó nó sẽ có câu chuyện của hồi phục của tuần sau với cái xác suất cũng khá là cao ha. Còn quan trọng là chúng ta sẽ nắm cổ phiếu nào, cái cách mà các bạn mua như thế nào, các bạn chặn lỗ ở đâu, các bạn có làm được điều đó hay không, thì các bạn hãy để lại những câu hỏi ha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người thân mến nha. Và hẹn gặp lại mọi người trong cái video tuần sau, video của ngày Chủ nhật đi nha. Và riêng cái video mà tự học chứng khoán mọi người nên dành thời gian ra, bởi vì mình sẽ làm từng bước cơ bản nhất để áp dụng vào trong quá trình thực chiến cho mọi người nha. Rồi, xin chào ha, không biết nói gì nữa nha. Rồi, bye bye mọi người.